con các bác. Con quay trở lại làm cái con sinh quê dáng làng này, sinh quê dáng làng con khá là về tổng thể dáng tấp khá là làng này thì làng văn hóa các dân tộc các bác ấy, chứ không phải là làng Bắc Bộ nói chung nói riêng đâu, mà là làng văn hóa các dân tộc. Có nhà Rông nhà biết này, nhà Rông nhà biết đây đấy. Thì thực tế là dáng làng thì chủ yếu là xuất hiện ở miền Bắc, xuất phát từ miền Bắc thì gọi là dáng làng, nhưng mà đây thì có cái nhà Rông này thì bây giờ chơi rộng hơn là gọi là làng văn hóa các dân tộc Việt Nam. Nôm na tả là thế các bạn đấy. Về chân mẹ thứ ôm cái chậu này đã là gớm này. Đá điếc này, đá điếc này. Đấy, đặt này về điếc đẹp lắm đấy. Hôm nào tính sẽ sửa lại cây này các bạn, sửa lại cái này có thể là thay đổi cái nhà này đi để chọn, có thể chọn mặt này là mặt chính, mặt này có bệ rất khá là đẹp. Đây là cái giai đoạn sau, còn hôm nay để xin phép là chỉnh lại dăm cái này vì cái đọt nó dài quá, cái khoảng cách của nó khá là dài, nó như xanh văn giang ấy. Đấy, nhưng mà thực tế là lá của nó cũng không đến nỗi xấu, lá nhỏ, ép lá rất nhỏ rất hay. Đấy, mùa hanh khô mà nó rất là xanh mướt đấy, rất xanh mướt. Và hôm trước tôi có tỉa vớt nhưng mà nó cũng chưa ưng, nó còn hơi lôi thôi quá. Cây này có vẻ làm răm hơi khó, làm răm hơi khó. Và cái một cái nữa là gì, là cái ngọn này hôm cắt một phát đây thì mong mọc cái chỗ đúng chỗ mong muốn rồi, nhưng mà cũng chưa ưng các bạn. Chắc có lẽ em phải giật vào cái chỗ này, với cái khoảng cách từ đây đến đây nó không đúng cái ý muốn của em. Cái đoạn này khẩu này không phải là khoảng cách mà nó kiểu như thoát đuôi chuột ấy. Đấy, lại có một cái tay ở đây ra. Về tổng thể nó khá là hài hòa rồi, nhưng mà về chi tiết thì tôi chưa kỳ vọng cái chỗ này được, chưa nó đúng cái mong muốn của tôi. Đấy, thì bây giờ làm lại dăm cây này và lá non nó biết không quan trọng lắm, em cứ chiến thôi, làm lại dăm xếp lại cho nó chuẩn tí và có thể là giật lại cái ngọn này nếu như mà tỉa dăm thấy hợp lý. Thì bây giờ thì chắc nhiều bác chắc là sớm đây, còn non đây, nhưng mà thôi em cứ làm mỗi người có một cái bác chia một bác. Tại vì là khi mà em cắt cái vết ở đây này, muốn nó nảy mầm được thì phải buộc bỏ những cái lá đi, không có chỗ này thậm chí rất lâu như này mà.
chịu anh quá. Không có sổ mũi. Chú sốt. Chuyên gia sốt. Sổ mũi chuyên gia sốt bên này. Cái con dao con ạ. Cái gì đây? Cái con dao này. Cắt này. Cắt này. Bỏ này con. Nó rơi bẩn rồi. Vâng. Ủa, lại vấp. Bố không biết nữa. Cái keo. Đúng rồi. Đứng đây nhá, không được của bố nha. Bố làm nha. Tối nơi rồi. Không có tối các bác xem được. Đam mê nó phải thế. À, Hà My hay đi bộ về à? Hà My hay đi bộ về à? Hỏng xe hỏng đi không? Xe hỏng sao không đi xe? Thích đi bộ. Đi này đi xe, lại buông may rồi. Chết, lại đầu độc phì dương rồi. Đang lên cân nghiện. Bình tĩnh nhé, rất bình tĩnh. Nào con. Hết rồi. Bạn có cái gì của con không có à? Đầu độc phí dương rồi. Hậm hực rồi. Nhìn nha, đá vào cái cương ngọn đấy nha. Con đứng ra ngoài kia. Đứng ra ngoài kia. Sang Hà My chơi. Đấy chưa? Đi đưa đòi. Đi đưa đòi bảo á. Đẹp không? Mãi đòi mua mình nữa. Em để lắm màu nhỉ. Mình nuôi mấy con cũng mà để sợ nó ấy. Mẹ đâu? Bố đâu? Đi chơi đi Hà My. Thôi chơi chút được. Vài hôm chán rồi. Vài hôm thì giờ tối này chán nhé. Hà My đi bộ nó thấy nó lao ra nó giật. Và ôi bóng nó lại giật. Dương bảo là ở nhà có rồi không mua thế là vâng. Rồi như thế thôi Hà My. Sao quá. Có 14.000 đây bà, cháu có cái này. Chị mà mua thì phải mua 2 quả.
Ơi à. Về là đánh nhau. Lủng đầu bây giờ. Mày chết. Đòi rồi. Chết. Đi đâu? Ở đầu bộ đâu con? Mua con nào mua đang chơi nó. Con thích điện tử à? Bẩn quá. Được. Cấm sờ vào đây. Cấm sờ vào đây nha. Chỗ mặc mầm.
Sao? Tác phẩm sau khi cắt mẹ ngọn, sau khi cắt ngọn đấy, mẹ gọi này. Sau giật ngọn của cái ngọn ở đây, từ nói chung là từ đây trở lại đây đều giật ngọn hết. Sau cắt giật ở đây thì hay nhất. Đó. Thì thoải mái rụt dịch lúc mua ngọn chỉ chuẩn rồi. Cho nhau đi đấy. Quê ra ngoài. Bị cưỡi thú nhún mình ngã à? Sau sẽ lấy mặt này là mặt chính, bệ nó bệt dính như này, rất thích. Đấy. Mặt chính, cái nhà này bị quay mất sang bên kia, sau phải đập nhà đi làm lại nhà cái khác, không để nhà văn hóa dân tộc này nữa. Đấy, hôm nay mặt chính. Trước đây là đang để mặt này mặt chính, không chuẩn lắm, mặt kia mặt chính hay hơn. Rồi, cảm ơn các bác nhé.